Mặc dù ban đầu Nga tuyên bố đã đẩy lùi được cuộc xâm nhập, nhưng cuộc tấn công của Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 7 tháng 8. Các blogger quân sự Nga thông tin rằng giao tranh đã lan rộng hơn vào lãnh thổ Nga, đến làng Sverdikovo, cách biên giới khoảng 15 km. Các thành viên của lữ đoàn cơ giới số 2 của Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực giữa các làng biên giới Nikolayovo, Darino và Olesnia ở vùng Kursk của Nga, với sự hỗ trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe chiến đấu bọc thép. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, ít nhất 5 người thường dân đã thiệt mạng và khoảng 28 người bị thương, chủ yếu ở vùng Sudha và Korenevo. Những cư dân Kursk sống ở quận Suzansky đã ghi lại một video gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8 tháng 8, yêu cầu nhận được sự giúp đỡ. Họ nói rằng ông Putin đã bị cung cấp thông tin sai lệch về tình hình thực tế và những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng mọi việc đang trong tầm kiểm soát là không đúng sự thật. Người dân trong khu vực đã phàn nàn rằng không có một cuộc di tản nào được tổ chức. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã bất ngờ xảy ra và rằng họ đã rời khỏi nhà mà không có đồ đạc và giấy tờ nào giữa đêm. Kiev không bình luận ngay về cuộc xâm nhập bị cáo buộc. Tuy nhiên, quan chức Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Andriy Kovalenko cho biết Nga không kiểm soát được biên giới của mình.